Hi, xin chào mọi người. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy vật phẩm ở trong con game này nhé. Ok, thì trước khi vào game mình muốn nói là mình có một cái group về săn item. Thì các bạn có thể vào đây giao lưu, giúp đỡ, hỗ trợ nhau để chúng ta có thể săn được những cái item nhanh nhất có thể. Và mình sẽ là người cập nhật cái thông tin item cho các bạn. Thì link group thì mình sẽ để dưới phần mô tả nha các bạn. Ok, thì cái nhiệm vụ của game này bây giờ nó yêu cầu các bạn là phải đánh bại 750 cái con boss táp trên Switch các bạn. Thì cái game này nó khỏe một cái là nó sẽ cho các bạn biết được là cái con boss nó ở đâu rồi các bạn. Các bạn thấy không? Thì rõ ràng nó ghi là World 3 thì chắc chắn là cái con boss này nó ở World 3 rồi các bạn. Và các bạn mở 400A nữa là sẽ hoàn thành được cái nhiệm vụ này nhá. Thì cái game này mình không chơi các bạn à. Game này mình không chơi, nếu mà mình chơi thì qua được World 3 thì mình qua mình review cái con boss để cho các bạn xem luôn. Nhưng mà cái game này mình không chơi nên đâm ra là không review cho các bạn xem được nhé. Chúc các bạn thành công. Nếu thấy video này bổ ích thì đừng quên để lại cho mình một like, một lượt đăng ký. Nhớ bật thông báo chuông để nhận được những video lấy đồ mới nhất từ mình nhé. Bye bye các bạn, và mình là Em Chiêu. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lấy đồ tiếp theo.